Thôi, lâu quá rồi. Bỏ đồ thôi mà. Ra sắm quần nhá, đi xách quần nhá. Thế cuốn xách trong quần. Vỗ cái bụng hả? Nào, thổi phát nào. Từ từ treo lên cổ á. Thứ làm gì á? Rồi, nào, ra ngoài nào. Nào, nhanh lên ra. Chết cuốn luôn. Chết cuốn luôn. Chết cuốn luôn. Nào đi ra. Rồi trèo cổ thế này á. Rồi sống sao? Là sao? Ừ, rồi. Rồi đi qua bên kia nặng xếp đi. Hồng đánh cho đấy. Xuống hỏi mẹ đẹp không? Hồng, em tưởng là sao lại cưới ra?